Có một ý để ăn trùng với cái bạn đạo diễn á, là cái khả năng Huy rất là có nhiều cái khả năng. Ngoài ca hát còn làm MC, diễn kịch và cái tài năng ứng biến của Huy khá là tốt. Và trong những cái khách mời này anh thấy là có một vài bạn cũng có khả năng đó. Ví dụ như Linh Dương, Lan Ngọc, Xuân Phạm cũng đã từng đóng phim, kể cả Nu và Đông Nhi. Vậy thì không biết là Huy và ekip có một cái tiểu phẩm hay cái gì cho nó lạ hơn trong cái live show này, mình có thể bật mí hay không? Dạ, cảm ơn Hùng. Thật ra thì câu hỏi nó rất nhiều những khán giả hỏi em là với một dàn khách mời đa năng như vậy thì mình có làm tiểu phẩm hài hay không? Thì lúc đầu tụi em cũng lên kịch bản nhiều lắm. Đó là có thể là mình có thể nối những tiết mục của câu chuyện, một tiểu phẩm dài xuyên suốt trong buổi live show này để mà tạo không khí mới. Nhưng mà sau khi một thời gian mà suy nghĩ kỹ lại, đắn đo lại thì tất cả những cái điều mà mọi người hay làm như là diễn kịch thì mọi người làm quá nhiều rồi. Nên vì thế là đêm live show này sẽ quyết định là đảo ngược lại, đó là sự kết hợp những cái điều hoàn toàn mới. Là mọi người sẽ thấy những diễn viên điện ảnh, những người khả năng ứng biến và họ sẽ hát như thế nào. Và đổi ngược lại là những người mà hát được thì họ sẽ có những cái tiểu phẩm ra sao. Những cái sự kết hợp này em sẽ bật mí trong live show và chắc chắn là sẽ mang đến những cái tiết mục nho nhỏ thôi, nó không được gọi là tiểu phẩm dài, mà chắc là một sự kết hợp có đầu tư và có câu chuyện. Một cái việc nó hơi tế nhị nữa là ngoài cái việc tài trợ thì Huy có phải bỏ tiền túi khoảng bao nhiêu phần trăm để làm live show này, và cái việc tài trợ của hai nhãn hàng đó là tài trợ tiền mặt hay là như thế nào? Dạ, cái này thực tế quá thì câu hỏi này cũng rất là nhiều những anh chị cũng hỏi em rồi, và câu hỏi này chắc là phải nhờ đến một cái nhân vật mà đảm nhiệm vai trò này, Đỗ Quang Chí. Đâu rồi ta? Chí ơi, xin mời Chí có thể chia sẻ cho các anh chị bộ giới biết. Thì thực sự là cái lúc đầu cái số tiền đầu tư định là một con số, nhưng mà càng chơi càng đầu tư thì lên gấp 3 lần rồi, thì nói chung là cũng phải bỏ thêm tiền. Còn bao nhiêu thì chắc là phải xem live show thì mọi người sẽ thấy cái số đầu tư như nào. Thứ ba là anh muốn hỏi Huy là về việc phát vé, là cái này mình phát vé miễn phí thì cái kênh phát vé mình sẽ ra sao và làm sao để tránh được tình trạng mà phe vé. Ví dụ như một người ta lấy vài chục vé được người ta đi bán lại thì mình kiểm soát cái việc đó như thế nào? Việc kiểm soát vé tụi em thì nó diễn ra một cách rất là hệ thống, tức là những cái email thì phải sử dụng một lần thôi. Nên vì thế là cái địa điểm lấy vé đó cũng là địa điểm quen thuộc ở ngay tiệm cà phê của em, nên mình đã sẽ có đối chứng với là những nhân vật lấy vé, và đặc biệt là với số lượng lớn thì cần phải có những cái bảo chứng về những người đã từng đăng ký số vé đó. Ví dụ như một group đi khoảng 5 người thì các bạn phải chứng minh được là 5 người đó là có email này đã sử dụng hoặc là email này đã xác nhận chính chủ, chứ không có để trường hợp là những email giả vào và lấy số lượng vé rất là nhiều mà sau đó phân phát lại. Thì đối với những trường hợp mà đã lấy vé và bán lại thì tụi em cũng đã có những cái biện pháp là thông báo trên fanpage chính thức của Ngô Kiến Huyên, như là tất cả những mạng truyền thông, để mà cảnh báo cho những khán giả của tụi em biết là những phe vé này thì không có cần phải mua hay là gì hết, chỉ việc là đăng ký trực tiếp trên fanpage hoặc là lên lấy vé trực tiếp bạn sẽ có được vé mà không cần phải mua. Một câu nữa là các khách mời trong live show này của Huy có hát solo hay không, và người ta sẽ hỗ trợ Huy về phần kinh phí như thế nào, ví dụ như không lấy tiền hay là hỗ trợ như thế nào, Huy có thể chia sẻ được không? Dạ, thì đối với những khách mời trong đêm live show này về kinh phí, chắc chắn là bên quản lý em cũng phải có được cái hồi đáp chính xác và đầy đủ cho tất cả những ca sĩ này, bởi vì là bản thân em cũng đi hát và cũng đã từng làm khách mời của rất là nhiều show đi trình rồi, và mỗi khách mời đều sẽ có một cái mức chi phí rõ ràng và cố định cho đêm diễn đó. Còn giống như những người em thân thiết như là em ruột Sam của em thì chắc chắn là không lấy chi phí. Đó, thì những người bạn, và đặc biệt là có những người bạn trong chị Chi nữa, thì họ cũng cộng tác với nhau dựa trên cơ sở tình cảm là chính, thì cũng đến vì đam mê để được hát. Còn bé Ngọc thì xin hát,
và đưa ngược lại tiền cho em. Đối với đấy là kinh phí em cũng rất là linh hoạt ở những khoản này. Vậy thì các khách mời có hát solo không? Dạ, các khách mời có hát solo ạ. Dạ vâng ạ, và một câu hỏi tiếp theo đến từ các anh chị phóng viên báo đài được không ạ? Em đang thấy là anh Gấu nè. Dạ. Dạ, xin mời anh ạ. Chào anh, em đến từ South Star. Đầu tiên thì chúc mừng mình có một cái dự án cuối năm cũng rất là quan tâm. Năm nay thì vô tình mình có nhiều cái dự án 10 năm của nhiều người nghệ sĩ. Thì có cái sự trùng hợp như vậy thì chắc chắn là sẽ có những cái sự so sánh nhất định. Cái này em chỉ quan tâm, em muốn nghe cái chia sẻ của anh Huy về cái việc là mình free vé thôi. Tức là anh có nghĩ rằng là một người nghệ sĩ khi mà đã có 10 năm rồi thì chắc chắn là một nghệ sĩ lớn rồi. Và khi mà họ có những cái sự so sánh như em nói thì anh có nghĩ rằng là cái việc free vé của mình một phần nào đó, nó tất nhiên là nó có những cái mặt tốt nhưng mà nó cũng sẽ có những cái mặt giới hạn nào đấy về cái sự so sánh ngầm của những người nghệ sĩ với nhau. Tôi có một cái show bán vé rất là mắc tiền đây này kia, nhưng mà bạn thì có một cái show cũng đông khách nhưng mà lại là free. Thì anh ở tư cách của một chủ nhân của một cái live show như thế này thì anh có cái gì đó tự ái hay là gì đó về cái sự so sánh này hay không? Free hay là giá vé cao này kia nó có quyết định một cái thương hiệu hay không? Anh chia sẻ cái tâm thế của anh ở cái live show này nhé. Cảm ơn hỏi của em. Câu hỏi này thì đặc biệt là rất là thích, bởi vì là vấn đề nan giải nhất hiện tại thì mọi người đều nghĩ là ca sĩ sẽ có sự đối chọi với nhau, hoặc là ca sĩ này phải sánh với ca sĩ kia. Thì riêng bản thân Huy thì Huy lại nghĩ một vấn đề đơn giản hơn rất là nhiều. Đó chính là đối với một ca sĩ, một nghệ sĩ, kể cả diễn viên, MC hay là ca sĩ nổi tiếng thì họ đều có con đường riêng của họ hết. Và nếu mà bạn theo thương hiệu và bạn bán vé thì đó là câu chuyện con đường bạn chọn. Còn nếu mà theo con đường chúng tôi thì chúng tôi mang tới là niềm vui, chúng tôi mang đến là ca khúc, chúng tôi mang đến là sự thoải mái. Và chúng tôi mong muốn là khán giả chúng tôi sẽ được hưởng trọn cái niềm vui đó, họ không phải lăn tăn gì vấn đề mà họ bỏ vé ra, bởi vì chúng tôi có những nguồn thu khác. Khi mà chúng tôi phi vé thì đây là những cái vấn đề là nhiều người hay lầm tưởng là ca sĩ này sẽ đặt mình trên ca sĩ khác. Nhưng Huy khẳng định luôn là riêng với Huy không biết tại sao, bởi vì trong tình bạn 10 năm của Huy và Nhi và Nu thì chắc chắn là mỗi người đều có cái lối đi của mình hết. Và họ là sao thoải mái với con đường đó. Bởi vì khi mà bạn so sánh là bạn có bao nhiêu khán giả bán vé được, hay là bạn so sánh một khán giả free, thì khán giả đều là khán giả và họ xuất phát điểm bằng nhau hết. Quan trọng là họ thưởng thức âm nhạc theo cách nào thôi. Và với nghệ sĩ thì họ có đường đi là họ hướng tới khán giả bỏ tiền, hoặc là có nghệ sĩ họ hướng tới khán giả đại chúng, thì đó cũng là con đường riêng nghệ sĩ đó. Vì thì không bao giờ mình so sánh là trời ơi sao show này họ bán nhiều vé quá, nhiều tiền quá. Thì Huy không bao giờ đặt mình vào show đó. Thì để trước đến giờ những live show của Huy hầu như là free vé hết. Thì cái Huy hướng tới đó chính là mình lan tỏa được cái sự tích cực và mong muốn là cái đêm nhạc của mình là một đêm nhạc đúng nghĩa. Khán giả chỉ đến và thưởng thức, sau đó là họ ấn tượng với những tiết mục của mình. Và sau đó thì chắc chắn là sau đêm ra show đó thì họ sẽ mang tới cho Huy còn nhiều hơn là số tiền mà Huy họ bỏ ra mua vé. Nên vì thế đó là con đường Huy chọn. Và chắc chắn là sau này kể cả live show 20 năm hay 30 năm thì Huy cũng sẽ free vé. Có lẽ về phần này là chúng ta sẽ muốn nghe những chia sẻ chính thức từ quản lý, quản trí của anh Mục Kiếm Huy. Xin mời anh ạ. Thực ra nói free vé thì nhưng mà để săn cái đồng vé cực kỳ là khó. Khi mà đầu tiên phát hành 3.000 vé, chỉ 30 phút là sạch bay và 3 tiếng là 13.000 người đăng ký. Tức là bây giờ là có lúc mà họ lấy được vé và bây giờ có bắt gặp được trường hợp là bán một vé 350 một vé. Thì nói chung là nói free thì là rất khó để mà có cái tấm vé này để mà xem show của Huy. Nhưng khán giả cũng phải chờ đợi và giành giật người đăng ký. Cảm ơn ạ.
Dạ vâng ạ. Rõ ràng đối với một người nghệ sĩ giống như là anh Kiều Huy hay là các bạn nghệ sĩ khác thì thực ra là tụi em là quan trọng là tụi em đã cống hiến được gì cho các bạn khán giả và tụi em đã mang đến điều gì cho quý vị khán giả. Còn thực sự là tiền bạc hay là mình phải bán được bao nhiêu vé hay là mình làm live show này mình có bị lỗ hay không thì thực sự đó cũng không phải là cái vấn đề mà để cho chúng em, những người nghệ sĩ quan tâm đến hàng đầu. Thì em nghĩ đây cũng sẽ là cái suy nghĩ của bên ekip của anh Mùa Kiến Huy. Em muốn nghe được một câu hỏi nữa đến từ các anh chị phóng viên báo đài được không ạ? Em xin mời ạ. Bố Đăng. Suy nghĩ tới vấn đề đó. Đúng. Là sao mới? Tại vì Huy thật sự ra là theo Mến thì cách đây cũng 10 năm Mến có diễn cho Huy rất là nhiều. Thì lúc đó có thể là body Huy đẹp hơn hay sao á, bây giờ Huy gầy quá, không có muối, gầy lắm. Cho nên là không có khoe được. Không có muối luôn. Ừ. Vậy là những cái muối ở trên Facebook gần đây nó là do Photoshop sao? Em đừng nói vậy, do hiệu ứng chỉnh ảnh. Đừng dùng Photoshop ta kỳ thị hiệu ứng chỉnh ảnh. Rồi, vậy chắc có lẽ chúng ta cũng đã hiểu được là gần đây anh Ngô Kiến Huy đi tập gym nhiều như vậy có lẽ là không phải là để cho cái muối mà là để là đảm bảo sức khỏe, tập được cái sức dai để chuẩn bị cho live show sắp tới của mình sẽ nhảy bao nhiêu bài anh? Lúc đầu như Mến chia sẻ là tại vì ngày xưa còn trẻ, tức là cái trí nhớ, cái não bên trong nó nhiều, nếp nhăn nó cũng dày đặc, dại lần nhớ liền, thấm thoát cũng 30 năm. Nếp nhăn bắt đầu thành đường thẳng. Rồi Mến dạy anh có được khoảng tầm tiếng mấy, 2 tiếng à. Mà ngày xưa là tiếng mấy, 2 tiếng anh xong bài rồi. Tiếng mấy, 2 tiếng mà anh một tổ hợp 8 chưa xong, tức bỏ ra ngoài luôn. Nên bây giờ mới nói Mến là Mến ơi, bây giờ mình làm cái gì đó nó nhẹ nhẹ và anh nhảy theo được. Thì anh cũng tin Mến. Mến nói trời ơi anh ơi em biết mà, trời ơi để em làm này nhẹ lắm, nhảy nguyên bài. Ở bài nào cũng vậy chứ, bài này nhấn anh ơi, ừ đầu bài anh nhấn một cái giùm em, ừ mình cũng đau đầu mình nhảy giữa bài, đoạn này dài quá anh nhấn thêm cái nữa, hết bài là ừ nhấn đều từ đầu bài cuối bài, giờ sơ sơ có 20 mấy bài nhấn vậy thôi. 20 mấy bài ừ, mà bây giờ mới tập được 3 bài à? Đúng rồi, nhưng mà cần kề ngay rồi thì còn gần 10 mấy bài nữa anh sẽ nhấn tiếp, thì 10 mấy bài trong vòng bây giờ mình còn thời gian đếm ngược có 7 ngày 8 ngày thôi đó. Anh giảm cân phải cho anh tập. Là do nhấn nhiều quá, stress quá đúng không? Đây một cái điều mà Sam phải chứng minh nha, là thật sự là Sam có sự kết hợp như hồi nãy giờ Sam với anh Huy cũng đã chia sẻ rồi, là Sam với anh Huy sẽ có cái màn kết hợp về ca hát với nhau. Em cũng nhấn đó mọi người, em cũng được học nhấn dữ lắm mà em cũng đang rất là stress, tại vì họ rõ ràng là tổ hợp nhảy nó không phải là bạn của em và học thực sự là khó khăn luôn á. Mà em nghĩ em nói thiệt nha, em học một bài à, em học hoài không xong luôn và em không hiểu sao mà anh Huy có thể nhảy và có thể nhớ được tới 20 mấy bài, thì đây phải là một cái điều mà cực kỳ khó và cần được sự cố gắng cũng như là kiên trì của anh Huy. Vâng ạ. Và cái này là một câu hỏi mà hồi nãy em có nghe là quý vị khán giả dưới lại các anh chị phóng viên báo đài có thắc mắc hỏi nhẹ em. Giờ em hỏi nhẹ lại anh. Nghe đồn là dạo này có phải là do anh kinh doanh bất động sản, mình không ai từ mình lời quá, mình giàu quá hay là sao mà bây giờ mình chơi lớn, mình gọi là để vé free cho 15.000 khán giả như vậy. Đây là một cái điều mà tưởng chừng như là khó lắm quý vị ạ. Tại vì ai làm show thì cũng phải cần tốn kinh phí hết trơn á, và gọi là tốn cả tâm tư đủ thứ hết trơn, thì ít nhất mình cũng phải gỡ gạc lại chút xíu gì, nhưng mà sao lại có một cái cuộc chơi lớn như vậy ạ? Thở dài vậy. Mọi người ơi, em không làm bất động sản mọi người ơi. Em chỉ kinh doanh nho nhỏ, chỉ có quán cà phê nho nhỏ của em thôi. Thì gần đây thì có một cái tiệm răng của em thôi hết rồi. Và lại nữa là nói như Sam, bởi vì là Huy với lại ekip, đặc biệt là quản lý Quang Chiến và ekip quản lý Quang Chiến thì rất là muốn cảm ơn khán giả. Thứ nhất là như là minh chứng là vừa rồi cái MV Trình Thi, các bạn Huy từ bỏ tiền ra làm. Thì cái MV này thì cái lời lớn nhất không phải là Huy mong là cái lượt view nó mang lại tiền lời cho mình, mà cái lời duy nhất đó chính là khán giả nghe bài hát này còn nhớ tới mình là mình lời. Nhưng mà bây giờ mình gỡ lại được vốn cho
gỡ vốn thì chắc là vô chừng nó không bao giờ gỡ vốn được bằng cách là lấy bằng cái đó là, nhưng mà gỡ vốn bằng cách mình có thể có thêm nhiều show hơn đó. Còn về live show kỳ này thì quyết định làm vé free cho tất cả mọi người thì đó là một cái điều mà Huy mong muốn nhất, bởi vì là mình đã nhờ bài hát này, khán giả nghe bài hát này và họ mang đến cho mình nhiều cơ hội hơn để đi diễn hơn. Vì thế đây là dịp để mình cảm ơn lại tất cả mọi người. Suốt thời gian 10 năm có rất nhiều bạn muốn nghe là những ca khúc của Huy và họ không biết là mình phải nghe ở đâu hoặc là dịp nào, là thấy toàn Huy diễn MC thôi, nên mình nói là đây là cái dịp để Huy cảm ơn khán giả đã rất là kiên trì chờ đợi suốt khoảng mấy thời gian để mà được nghe lại những bài hát này của Huy. Và dĩ nhiên là sau cái show này Huy sẽ có một cái lời thứ hai nữa, là đó chính là cái tình cảm khán giả dành cho cái đêm live show này cũng như là không khí mà khán giả mang tới cho Huy, bởi vì đó là cái lửa để mà Huy tiếp xúc cho Huy trong chặng đường sắp tới. Có lẽ là quý vị khán giả sẽ chờ đợi và ủng hộ anh không những là live show này đâu, không những là live show 10 năm đâu, mà còn sẽ là live show 20 năm, 30 năm, 40 năm hay là 50 năm, 60 năm mà anh vẫn còn tổ chức live show được. Các bạn khán giả, em nghĩ là vẫn sẽ ủng hộ anh. Rồi, và thưa quý vị, để có được thành công của live show kỷ niệm 10 năm ca hát truyền thái y của anh Ngô Kiến Huy thì ngoài trừ các anh chị trong ekip, thì chúng ta cũng không quên cảm ơn nhà tài trợ. Các nhà tài trợ đã cùng đồng hành với anh Ngô Kiến Huy trong dự án lần này. Xin mời lên show.